Rồi. Gì đây? Đang làm gì đi? Này là anh có câu đố rất hay này, này cuối tuần anh em có câu đố rất hay muốn chia đến chia sẻ với tất cả mọi người. Lại câu đố. Ở đây, chú nhìn thấy chưa? À, một chậu nước này, một bình nước này. Giờ chú làm thế nào mà cho nước được vào đầy đầy cái bình này? Ui trời, thì đã muốn để cái À. gì? Đợi tí, đợi tí. Đợi đi, đợi đi. Là gì ấy? Đợi tí. Ở đây mọi người nhá. Xem Đấy. là tại đó có cách nào. Đấy. Cái gì á? Này múc nước. Múc nước vào đâu? Vào đây. Ôi khoan khoan khoan. Thì anh phải làm sao cho nước vào đây thì cái này thế này thì thế này còn gì, chẳng nhẽ bên Không. cái thau đổ nó nặng. Cái đấy thì bình thường quá, ai chả làm được. Ý của anh thế này. Bây giờ nhá. Chú dùng cái bình này này. Bình thường là mình múc nước đổ ở đây nó là chuyện bình thường đúng không? Bây giờ làm sao mà chú cầm thế này? Cầm này Đấy. dốc vào đây. Dốc ngược như thế. Được chưa? Mà nước nó tự tự nó lên. Nó lên nó đầy cái bình này nó mới là giỏi chứ. Chứ còn bình thường là chú cứ cầm cái ke chú đổ nước vào cái bình này là chuyện bình thường. À. Dốc ngược cái này À, dốc ngược cái thấy mà nước nó tự nó hút lên. Thế sao? có được chọc bình không? Không được chọc bình, cứ để nguyên như thế mà dốc ngược lên mà làm sao mà nước nó tự hút lên nó mới thành siêu nhân. À. Chứ còn bình thường thì chú cầm ke chú múc thì nó là cái chuyện. À. Thế nào? Thấy quý vị các bạn thấy câu đố này có hại não không? Câu này thì phải nói là quá hại À, não rồi. có hại não không? Rồi. Em Nếu mà chú không làm được thì để nguyên anh chia sẻ cho mọi người. để em nghĩ tí, À. để em nghĩ tí, chẳng Như nhẽ gì? đầu hàng sớm đấy. Nhưng mà cái nói chung là không dùng đến cái vật dụng khác, mà À. giống như này Dốc thì đấy, xong chú đọc thần chú đọc thần chú thì có khả năng là cho nước hơi, nó hút lên. có khả năng là hơi phản khoa học ấy. Có khả năng Hả? À. Không, không hoàn toàn không phản khoa học. Anh chứng minh chú xem. Thế thì bác làm đi, bác ngoan thì bác làm đi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì là hôm nay là chủ nhật thì là anh em mình rảnh nên muốn làm một cái clip rất là hay, chia sẻ một cái mẹo rất là hay cho mọi người nhá. Thì là như câu đố vừa rồi là chú Đô Vlog có đố Toại Toác, thì là Toại Toác là bảo là không có khả năng, điều đó không có khả năng xảy ra. Làm sao mà cầm cái bình nước như thế này mà dốc dốc ngược như thế này mà nước nó tự động nó chảy lên, chảy ngược lên. Đọc thần chú mà nước nó chảy ngược lên thì đấy câu chuyện là hoàn toàn không có thật. Nhưng mà hôm nay thì chú Đô sẽ chia sẻ với tất cả mọi người nha. Cách làm rất đơn giản nha. Ở đây chú Đô có chuẩn bị sẵn cái khò mọi người nha. Đây. Bật Thật khò lên. Đấy, bật khò lên và chúng ta hơ nóng cái bình này. Hơ nóng cái bình này. Thì là theo nguyên tắc là không khí trong bình nó nóng lên. Nó nóng lên thì là áp suất bên trong, áp suất bên ngoài nó theo theo hơi nước, nó theo nước này nó đẩy xuống nước và nước nó sẽ tự tự chảy ngược lên mọi người nhá. Thì bây giờ là cụ thể như thế nào thì là trăm hay không bằng mắt thấy, thì bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo dõi chú Đô Vlog và Toại Toác sẽ làm cái clip này nhá. Đấy. Và bây giờ mọi người nhá, bây giờ là chú Đô Vlog và Toại Toác sẽ đọc thần chú để cho cái bình này nó hút ngược nước từ dưới thau lên, mọi người xem nhá. Rồi nè, mọi người xem này. Rồi, lên chưa nè? Ok luôn. Ô, Rồi đủ lên rồi. thật đấy em ơi. Đấy, thần chú này, nước lên này. Ô, Đấy. bác đúng là nhà khoa học đấy. Khi cái bình nó nóng lên nó sẽ hút cái hơi nước, không khí nó sẽ đẩy ngược nước từ dưới lên, À. mọi người xem này. Ok luôn. Ô, giỏi thế. Ok này. Rồi. Bác đúng là nhà khoa học vĩ Đấy. đại đấy. Quả này liệu có đắp tượng thạch cao không? Không, Đắp tượng thạch cao đắp nhé. tượng thạch cao đấy. Ok luôn. Đấy. Rồi. À. Rồi. Gớm chưa? Gớm thật đấy. Gớm chưa? Đó là cái mẹo này của bác từ ngày Hay giá giờ chưa? giờ mới nhìn thấy đấy. Ta mới nhìn thấy đúng không? À. Ba mươi mấy mùa nồi bánh chưng đúng không? Đúng rồi, 3 năm mùa rồi đấy. Đấy. Bác giỏi thế.